À, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái phần hướng dẫn lắp ráp và thông số, các thông số và tính toán một để mà chế tạo thành mẫu chính chiếc kính thiên văn phản xạ. Rồi, thì đầu tiên á, mình phải chuẩn bị hết tất cả cái dụng cụ, gương cầu, thấy không? Rồi focus, thấy không? Bộ hiệu chỉnh. Rồi cái gương chéo mà kèm cái spider, cái chân nhện nè. Rồi một số, đó là một số cái căn bản. Đấy, chúng ta phải chuẩn bị. Và quên nữa, một phần quan trọng là một cái thân ống nước. Đây là một cái thân ống nước và cái nắp bít ống. Thì cái ống nước này mình mua là ống nước phi 140, và nắp bít này là nắp bít phi 140. Các bạn nên mua hai cái, tại vì một cái là nó sẽ làm hộp giữ gương ở đây, và một cái mình dùng để là che lại, che lại mỗi khi không sử dụng để chống bụi. Đấy, rồi chúng ta bắt đầu vô cái hướng dẫn nè. Rồi thì mặc định á, khi mà chúng ta mua về đó, thì cái đường kính của cái mà cái gương cầu á, nó sẽ là D114, có nghĩa nó là 114 mm á. Sau đó, đúng không, thì mình sẽ mua một cái tấm thớt nhựa. Đấy, mua một cái tấm thớt nhựa, mua một cái tấm thớt nhựa đây. Sau đó chúng ta vẽ nó có cái đường kính là khoảng chừng đâu 124 mm. Đấy, sau đó chúng ta cắt nó ra. Đấy, chúng ta sẽ cắt tròn nó ra. Đây là cái miếng thớt nhựa của chúng ta ha. Chúng ta cắt tròn nó ra, rồi chúng ta đánh dấu ba lỗ. Đấy, đánh dấu ba lỗ ở mỗi góc là 120 độ. Thì cái khoảng cách mà từ cái mép này nè, khoảng cách từ cái tâm của hình tròn này cho tới cái mép này nè, tâm của cái lỗ tròn cho tới cái mép này, thì hôm trước là mình lấy là khoảng là cái khoảng cách đó là khoảng là 6 mm. Đấy, thì tùy các bạn ước lượng thôi. Sau đó chúng ta khoan ba cái lỗ tròn. Cái lỗ tròn này có đường kính là khoảng là 4 mm. Sau đó chúng ta sẽ những cái băng keo mút hai mặt chúng ta dán lên, dán cho tạm thời cho nó dán tạm sao cho nó đều ha được, không cần phải chính xác. Và lưu ý nè, khi mà chúng ta làm như vậy đó, thì chúng ta phải nên vẽ một cái đường tròn xung quanh, một cái đường tròn xung quanh ở đường tròn ở trong cái miếng thớt này để làm chi? Để chúng ta canh cho ngay cái vị trí của cái miếng gương, lát nữa chúng ta dán lên cho nó trùng khớp với cái đường này nữa, thì nó sẽ là canh ngay cái tâm. Không thôi lát nữa chúng ta dán lệch qua chút xíu, chúng ta gắn vào cái hộp giữ gương này nó sẽ bị lệch. Đây cái màu xanh lá này nè, nó chính là cái kính, cái gương của chúng ta, gương cầu chúng ta sau khi dán vô nó sẽ có hình dạng như vậy. Đấy, tiếp theo sau đó đây là một cái nắp bít phi 140, nắp bít phi 140 thì chúng ta phải canh ba lỗ, khoan ba lỗ mỗi góc, mỗi góc cũng phải là 120 độ. Đấy, sau đó là canh làm sao cho nó thật là trùng khớp ba lỗ này với ba lỗ của cái miếng nhựa, không, miếng nhựa hay miếng thớt giữ gương rồi nãy, miếng nhựa làm từ thớt á để mà giữ tấm gương rồi nãy, sao cho nó trùng khớp với ba cái lỗ trên này. Đấy, rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cái con ốc 4 mm này, ốc 4 ly, độ dài thì mình mua khoảng chừng 8-10 cm là ổn. Rồi chúng ta kiếm thêm một số cái lò xo nữa, khoảng 3 cái lò xo là được. Thì cái lò xo này nè, thường thường là mình sẽ ra tiệm xe máy. Đấy, mình mua những cái lò xo mà ở trong cái phần mà cái phần thắng sau á, thắng sau của xe máy á. Đấy, các bạn nên mua cái phần thắng sau của xe máy á, các bạn gắn vào. Sau khi gắn vào nó sẽ có cái hình dạng như vậy. Mình gắn vào đây thôi. Sau đó, đấy, sau đó là mình sẽ gắn ba cái chỗ, vị trí của ba chỗ con ốc này nó phải trùng khớp với vị trí của ba cái lỗ ở trên cái nắp bít phi 21, nắp bít phi 140. Đấy, và sau đó là mình sẽ
vặn bạn con bu lông lại cho nó giữ lại. Và một cái mẹo nhỏ cho các bạn là khi mà các bạn làm như vậy đó, thì chúng ta có thể là vặn một bên này nhiều vòng, vặn bên này ít vòng, hoặc là vặn bên này nó ít vòng hay nhiều vòng đó, thì nó sẽ là nó bị nghiêng cái mặt phẳng của cái gương này đi. Đây nó bị nghiêng cái phần gương này đi. Thì mình khuyên là các bạn nên kiếm một cái miếng vải, sau khi các bạn vặn ốc xong á, mình kiếm một cái miếng vải mình để lên, mình để lên cái mặt kính này nè, xong cái mình lấy cái thước thủy đó, hay là điện thoại di động của mình cũng được, nó có cái chức năng là thước thủy á, dùng để mà xem cái độ nghiêng đó. Thì các bạn chỉnh làm sao cho nó về cái độ nghiêng này nó về không, hoặc là trừ một độ, trừ hai độ là ổn. Nhưng mà đừng có sai số nhiều quá nha, sai số nhiều quá nó sẽ ảnh hưởng rất là ảnh hưởng tới kính. Rồi vậy là xong cái phần hợp giữ gương. Đây là cũng cái phần quan trọng, khá là quan trọng tiếp theo, đó là cái mà gương chéo. Đây thì đây là cái gương chéo của chúng ta. Thì gương chéo thường thường mình mua cái loại mà gương chéo cho cái gương cầu mà D114F900 thì nó sẽ có cái đế giữ gương và có cái chân nhện kèm theo luôn. Nhưng mà cái chân nhện, cái gương chéo đó thì nó nhỏ quá, đôi khi là mình canh nó sẽ dễ bị lệch. Thì các bạn nên mua cái gương chééo của cái kính của cái gương cầu D150, thì lúc này nó lại không có kèm theo cái spider, cái chân nhện cho cái gương chéo này. Thì mình bắt đầu mình sẽ chế cái gương nhện cho cái đấy, chế cái chân nhện cho cái gương chéo này. Thì đây các bạn chuẩn bị cho mình một cái miếng nhựa tròn, hoặc là một cái miếng nhựa hình lục giác cũng được, cũng sao hết. Sao rồi cho nó lớn hơn cái đường kính của cái này nè, của cái đường kính này nè, đường kính của cái đế giữ gương này nè, nó lớn hơn chút xíu, hoặc là lớn khoảng chừng đâu 5 ly đến cả 5 ly là vừa. Thì có nghĩa là từ đây nè, từ cái cạnh này nè, nó sẽ cao lên khoảng 5 ly, bên đây cũng cao lên khoảng 5 ly. Nói gì vậy, chia ra mọi là nó sẽ tổng lại nó thành một phân là 10 mm. Đấy, nó cao đây, từ đây đến đây khoảng 5 ly, rồi từ chỗ này ra chỗ này khoảng 5 ly nữa là ổn, không nên bự quá. Tại vì khi mà cái miếng nhựa này nó to quá, nó sẽ là giảm bớt cái chất lượng ánh sáng đi vào trong cái lồng kính. Đấy, sau đó chúng ta sẽ khoan 3 lỗ như thế này, mỗi lỗ là 4 mm, hoặc là 3 mm cũng được, 3 mm hoặc 4 mm tùy các bạn. Nhưng mà các bạn lưu ý là không phải là mình khoan 3 mm hoặc 4 mm nha. Cái chỗ này là lát nữa mình sẽ dùng cái con ốc để mình vặn vô, mình tạo cái ren luôn, để cho nó giữ luôn, tạo ren để cho nó coi như là vừa siết ốc luôn á, nó tạo cái ren để mà giữ chặt con ốc luôn á. Thì chỗ này nếu mà các bạn xài 3 ly, ốc 3 ly thì mình khoan khoảng chừng 2 ly rưỡi. Nếu ốc 4 ly thì mình cho khoảng khoan cái lỗ này khoảng chừng 3 ly rưỡi. Ở ngoài cái mũi khoan thì ở ngoài các cái tiệm điện hoặc là những cái tiệm mà bán dụng cụ khoan đồ cầm tay đó thì nó có, giá cũng rẻ thôi, khoảng mấy cái mũi nhỏ được khoảng mấy mũi bình thường thôi, khoảng chừng 10-20 ngàn lỗ lại. Còn riêng cái lỗ này đó thì chúng ta sẽ khoan nó là cái lỗ 6 ly. Thì cái lỗ này chúng ta khoan rộng so với con ốc, ví dụ như con ốc này mình xài ốc 5 ly thì chỗ này mình khoan là khoảng 5 ly, ốc 5 ly mình khoan 5 ly là nó sẽ là nó rộng ra luôn á, chứ không phải là vừa khít đâu. Hoặc là mình xài ốc 6 ly thì khoan cái lỗ này là với mũi khoan là 6 ly, ba lỗ này nó sẽ là khít, khít để mình vặn ốc để giữ ren, còn ba lỗ này nó sẽ là vừa. Đây, ba lỗ này sẽ hơi lỏng một xíu, còn một cái lỗ này nè, quên, cái lỗ này sẽ hơi lỏng một xíu, ba lỗ này sẽ khít. Sau đó chúng ta khoan tiếp ba cái lỗ này nữa, sao cho nó vừa khít với lại cái căm xe máy hoặc căm xe đạp. Các bạn lưu ý là khi mà mình khoan cái lỗ này nè, là mình khoan ngay cái cạnh, ngay cái cạnh mà mình chưa có khoan cái lỗ nào. Còn những cái lỗ này, những cái cạnh này nó đã khoan những cái lỗ này rồi thì mình phải tránh ra. Tại vì nếu như mà mình khoan cái lỗ này nè mà nó nằm ngay đây đó, thì lát nữa nó sẽ, khi mà mình xuyên qua nó, xuyên cái cây căm qua, nó sẽ đụng tới cái con ốc, thì nó là nó vướng cái chỗ này.
thì mình khoan ra vẫn được, nhưng mà khi mà cái khoảng cách từ đây đến đây nè, cái khoảng cách trăm nó tiếp xúc ít quá thì nó sẽ không giữ chặt được cái chân nhện của chúng ta, cái phần chân nhện đó mà giữ cái để giữ gương chéo á. Vì vậy mình khuyên các bạn là nên khoan những cái lỗ ngay cái cạnh mà chưa có khoan lỗ nào ở cái bề mặt phía trên đấy. Sau đó đó chúng ta bắt ba con ốc này vô. À, và các bạn lưu ý nữa thì ngay chỗ vị trí ba con ốc này phải có lò xo để mà mình hiệu chỉnh cái độ cân bằng của nó. Cái chỗ con ốc chính giữa là mình cần nó phải hơi lỏng xíu, là vì vậy để mà mình chỉnh cái độ cân bằng của cái mặt gương này. Và chỗ này là mình những cái con ốc màu xám xám này đấy, ba con ốc màu xám này là mình phải khoan cái lỗ nhỏ thôi để mà mình bắt khích nó vào luôn, để mà mình lấy ren để mà mình vặn nó luôn, mình khỏi cần bắt thêm con ốc. Còn cái chỗ này thì nó hơi lỏng. Đó, sau đó chúng ta sẽ lấy căm xe máy hoặc căm xe đạp, chúng ta gắn vào rồi dán keo lại. Và các bạn lưu ý là cái ống, thân ống của mình xài thân ống nhựa PVC phi 140, có nghĩa là đường kính là 140mm, thì mình phải tính làm sao cho cái khoảng cách này nè, khoảng cách những cái cây, khoảng cách những cái cây căm này nè, độ dài của những cái căm này phải tính từ cái phần mà sát với phía sát với cái con ốc này nè, ốc trụ này nè, nó tới cái thân ống, tới cái phần cạnh của thân ống là bao nhiêu, chúng ta phải canh thật là đều đấy. Và phải canh thật là đều nha, phải ngay cái chỗ này nè, nó phải ngay cái vành ngoài của ngay cái thân ống luôn nha, để khi mà các bạn vặn con ốc ngoài vào thì nó sẽ giữ chắc hơn. Rồi, như vậy là xong, chúng ta đã xong việc chế tạo cái chân nhện này. Thì đây là cái chân nhện do mình làm, các bạn có thể tham khảo. Đây là ba con ốc nữa mà giữ ba con ốc để mà cân chỉnh cái độ cân bằng. Đây là con ốc trụ ở giữa, đây là cái cây căm xung quanh. Đây, các bạn lưu ý một điều nhỏ nữa là cái căm mình khi mình làm á, mình phải đưa cái ren nó ra ngoài, còn cái phần phía trong này sau khi mình cắt thì nó sẽ không có ren. Thì một là các bạn sẽ khoan cái lỗ giống mình, sau đó mình dán keo dán sắt lại rất là chắc. Hai nữa, các bạn nào kỹ thì mình có thể đem cái căm này ra tiệm, mình nhờ người ta tiện ren cho mình rồi mình vặn vào. Nhưng mà mình thấy cái cách mà dán keo này cũng khá là ổn, mình xài cũng hai kính rồi, cũng thấy rất là tốt, không có cần phải tốn tiền nữa mà tiện ren. Rồi tiếp theo đó là cái phần mà cái phần quan trọng là cái phần tính toán để mà mình khoan lỗ để bắt cái bộ chỉnh nét và chân nhện, chân nhện giữ cái đế gương chéo để bắt vào thân ống kính. Thì làm sao? Đầu tiên á, đây các bạn nhìn cái hình này. Đầu tiên á là mình phải tính khoảng cách D1 trước. Đây khoảng cách D1 trước. Những cái thông số này là cái thông số mình ví dụ thôi, ví dụ cho các bạn thôi, các bạn không có đừng có làm theo nha. Rồi mình sẽ chỉ công thức chính xác cho các bạn làm. Thì chúng ta sẽ là đấy, tính từ cái tâm, tính từ khoảng cách D1 này là tính như thế nào. Chúng ta sẽ tính từ cái tâm của cái gương cầu này cho đến tâm của gương chéo này là khoảng cách D1, và công thức nào để tính được điều đó. Đây, sau khi các mình sẽ nói công thức sau ha, để mình nói luôn phần này. Sau khi các bạn tính được khoảng cách D1 rồi thì cái D2 này nó ở đâu ra? Dễ lắm, D2 này dễ lắm. Cái D2 này các bạn sẽ tính từ cái vị trí của cây căm này cho đến cái phần tâm của cái gương chéo này là mình đo là bao nhiêu. Đấy, đo là bao nhiêu, mình sẽ có C xích một chút xíu, thì mình trong trường hợp này á là mình đo là 41mm. Thì có bạn đo là 39, có bạn đo là 38, hay là có bạn đo là 42. Là tại vì nó sẽ phụ thuộc vào cái độ dài của cái con ốc này nè, nó sẽ hiệu chỉnh được. Thì cái chỗ này mình có thể xê dịch chút xíu, khoảng chừng vài mm cũng được. Đấy.
Đó là D1 và D2. Rồi bây giờ mình sẽ qua công thức tính D1 và D2. Đây, L chính là cái khoảng cách từ tâm của gương cầu cho đến tâm của tâm lỗ bầu chỉnh nét, là đây, là như thế này đây. Đây, tâm của gương cầu cho đến tâm của bầu chỉnh nét, là tâm bầu chỉnh nét sẽ nằm đây. Tại vì nó sẽ hướng, tại vì cái ánh sáng nó đi vào nó sẽ, do này, do cái gương này là gương hội tụ, gương cầu là gương hội tụ, nó sẽ phản xạ vô đây. Đấy, nó phản xạ ngay tiêu điểm của cái gương chéo, và từ gương chéo nó phải phản ra vuông góc. Thì cái khoảng cách từ tâm của gương cầu cho đến tâm của cái gương chéo cũng chính là khoảng cách từ tâm của gương cầu cho đến là cái tâm lỗ, lỗ focus. Là như vậy. Thì công thức máy bị lỗi rồi. Công thức nó sẽ là L bằng F trừ cho D túp chia 2 cộng F cộng E. Vậy L là mình biết rồi, là khoảng cách từ tâm của gương cầu cho đến là tâm bộ lỗ của chỉnh nét. F là tiêu cự gương cầu. Thì khi các bạn mua gương cầu đó, thì các bạn nên hỏi cái nhà bán hàng á, hay là cửa hàng bán á, tiêu cự gương cầu là bao nhiêu. Thì thường người ta sẽ có cái thông số tiêu cự gương cầu và kèm theo cái giá tiền. Gương cầu mà có tiêu cự, mà tiêu cự thật đấy, tiêu cự thật mà càng lớn thì gương cầu càng mắc, mà tiêu cự ảo thì gương cầu nó hơi rẻ hơn chút. Thì tiêu cự của cái gương này mình xài, nó sẽ là tiêu cự của gương cầu này là 900 mm, và đây là tiêu cự thật luôn nha. Rồi công tác nữa mình sẽ nói với các bạn phần tiêu cự, mà tiêu cự thật hay tiêu cự ảo sao ha. Mình nói trước cái phần mà tiêu cự thật này, thì mình sẽ mình đang xài trong cái kính này là gương là tiêu cự là 900 mm. Đề túp có nghĩa là đường kính của thân ống, đường kính thân ống kính. Thì hồi nãy mình xài là ống nước phi 140, vậy đường kính của nó lúc này đề túp sẽ là 140. Mình đem chia cho 2 cộng cho HF. HF là cái độ dài tối thiểu khi thu ngắn hết mức của bộ chỉnh nét là sao? Là như thế này đây. Đây là cái hình ảnh mà bộ chỉnh nét của mình là đang bị dài ra, do là mình đang kéo dài nó ra. Mình chỉnh nó dài ra. Thì đây chưa phải gọi là cái HF. Có nghĩa HF phải là cái độ dài tối thiểu khi thu ngắn hết mức của cái bộ chỉnh nét này. Thì cái này nè, nó phải, cái miếng này nó phải sát với cái này luôn. Có nghĩa là mình thu ngắn tối đa có thể đó. Sau khi mình thu ngắn tối đa có thể, mình đo cái khoảng cách của cả cái bộ chỉnh nét này là bao nhiêu, thì mình sẽ ra được cái con số HF đó. Rồi E là cái khoảng ló. Cái khoảng ló này đó, thường là mình sẽ lấy là 1 cm. Khoảng ló này thường là mình sẽ lấy 1 cm. Tại cái này thì mình lấy là 1 cm. Và một cái lưu ý rất là quan trọng nữa là các đơn vị khi mà mình làm nãy giờ là đều là đơn vị mm hết. Nên là các bạn thường á, là nên là mình lấy là mm hết nha. Chứ như mình thấy nhiều bạn đôi khi là trong quá trình làm là lấy cm rồi mm rồi lát hồi nó lộn thùng phèo hết. Đây là mình có công thức. Cái tiêu rồi, trong cái ví dụ này á, thì mình lại xài là cái kính D114F1000. Mà F1000 là cái tiêu cự ảo của nó. Tại vì cái loại này nó có hai cái, nhất là tiêu cự thật và tiêu cự ảo. Thì cái tiêu cự ảo nó là 1000, nhưng mà tiêu cự thật của nó thì 430 thôi. Nên mình sẽ thế số này là 430. Mình trừ cho đường kính thân ống là 140, chia cho 2. Sau đó cộng cho 12,5mm là cái độ dài thu ngắn hết mức của cái focus. Sau đó cộng 10. 10 là khoảng ló, là tại vì 1cm là bằng 10mm. Đấy là mình cộng hết, mình tính toán ra, mình ra được con số là 337,5. Thì mình lấy sắp xỉ là khoảng 337. Rồi, thì chúng ta tính được cái khoảng cách D1 chưa? Dĩ nhiên là được khoảng cách D1 rồi. D1 chính là L nè. Sau đó kết hợp với cái hồi nãy là mình đo cái khoảng cách mà của từ cái căm xe này cho đến cái tiêu điểm của gương chéo á, là mình ra được D2.
Rồi giờ mình cộng D1 với D2 là mình ra được cái lỗ, mình ra được cái con số thông số để mình khoét cái lỗ, phải không? Mình tính toán, mình đánh dấu, mình khoét cái lỗ để mình bắt cái vị trí cam xe này. Đấy. Như thế là cũng gần xong rồi. Đấy. Đó, sau đấy mình đánh dấu. Đánh dấu thứ nhất là cái lỗ tâm focus, lỗ bộ chính nét hay là focuser đó. Mình khoét ra. Thì cái lỗ này á, đối với cái bộ chính nét của mình á, thì cái chỗ mà đâu rồi ta, cái chỗ mà nó đây nè, cái chỗ cái ống bạc này nè, ống kim loại nè, thì nó là khoảng 34mm á, có nghĩa là phi 34 đó. Thì các bạn làm vừa đủ phi 34 luôn, các bạn vẽ vừa đủ cái vòng tròn phi 34, vẽ vừa đủ vòng tròn phi 34, sau đó các bạn cắt tròn nó, sau đó dùng dũa cong cong để mình mài cho nó tròn ra, thật là tròn, hơi rộng một chút xíu thôi, không có cần rộng quá. Đấy, rồi sau đó mình tính từ cái tâm này, từ cái tâm của lỗ focus, mình tính lên cái khoảng cách hồi nãy là mình đo khoảng cách D2 đó là bao nhiêu đó, cái mình đánh dấu. Rồi mà mình có một cái lưu ý nhỏ nữa. Thì đó giờ mình kinh nghiệm mình làm á, hay là mình coi những cái kính mà của nhà sản xuất á, thì thường á người ta là sẽ đánh dấu cái spider này nè, hai bên đây và một cái bên đối diện với cái đường nét đứt này nè. Chứ ít ai mà đánh, chứ ít ai mà bắt một cái cam ngay cái đường nét đứt này với lại hai cam xung quanh. Tại vì như vậy thì nó như là nó sẽ che bớt đi cái nguồn ánh sáng vào cái gương chéo. Thường thì mình hay làm cách này. Đây, để mình mở cái hình cho các bạn xem. Thôi cái đó chắc đây bữa nào mình kiếm lại cái hình đó, giờ mình không thấy nè, bữa là lại nó mất tiêu rồi. Đấy, thì tổng quan nó là như vậy thôi. Rồi sau đó là chúng ta sẽ ráp tất cả cái thành phần màu, ráp tất cả cái phần màu là chúng ta sẽ ra được một cái kính thiên văn hoàn chỉnh. Mà quên nữa, thì các bạn mình lưu ý cái thứ tự ráp là các bạn nên ráp cái gương, cái hộp giữ gương trước, sau đó chúng ta khoan đánh dấu cái lỗ, rồi chúng ta khoan lỗ, sau đó là kế tiếp là chúng ta sẽ làm cái phần đế giữ gương cho cái gương chéo, rồi chúng ta gắn vào trước đã, sau đó rồi thấy không, sau đó chúng ta sẽ gắn cái tiếp theo đó, chúng ta sẽ gắn cái thằng này nè, cái mà bộ hiệu chỉnh này, bộ chỉnh nét này nè, vào cái thân ống kính trước, rồi cuối cùng chúng ta mới lắp cái spider, cái chân nhện để mà giữ cái bộ đế gương chéo này. Đó là cái trình tự, tại nếu các bạn gắn cái này trước, các bạn gắn cái này nữa thì nó rất là khó. Nhất trong quá trình làm á, mình trước khi mà mình lắp vào, mình nên lau sạch cái kính đi, mình sử dụng những cái nước rửa kính chuyên dụng này. Mà các bạn lưu ý là các bạn nên lau từ tâm kính, rồi các bạn xoay vòng ra tới phía ngoài biên, chứ đừng mà chùi qua chùi lại, nó chạy cái kính hết. Đó là cái lưu ý. Rồi giờ mình qua tiếp cái phần nhỏ nữa là cái kính mục tiêu. Thì cái kính mục tiêu này nó là cái gì? Đây, nó là chính là cái kính này đây. Đây, cái kính ngắm mục tiêu, cái kính nhỏ này đây. Thì nó công dụng nó để làm cái gì? Thì thường đó là cái kính ngắm mục tiêu của chúng ta đó, nó là cái độ phóng đại nó rất là nhỏ, khoảng chừng 3-4 lần, 5 lần, 6 lần là vừa. Tại vì chúng ta cần cái ống ngắm mục tiêu, cái kính mục tiêu này để mà mình xác định được cái vị trí của vật thể trước, sau đó chúng ta sẽ ngắm qua cái ống kính cho nó dễ. Nếu mà không có kính mục tiêu này thì chúng ta sẽ rất khó mà tìm được cái vị trí của cái thiên thể hay là cái vật thể trên bầu trời, nó hơi khó một xíu. Thì cái kính mục tiêu này làm sao? Rồi, thì cái kính mục tiêu nó gồm có hai thấu kính. Thấu kính thứ nhất
có tiêu cự F1 thấu kính thứ hai, có tiêu cự là F2. Thì khoảng cách D, D chính là cái khoảng cách giữa hai thấu kính. Đấy. Thì D lúc này sẽ bằng F1 cộng cho F2. Và độ phóng đại của kính này mình làm sao? Thì độ phóng đại của kính G sẽ bằng là F2 chia cho F1. Và lưu ý nữa, các bạn lưu ý là khi mà các bạn mà làm cái kính mục tiêu này, khi mà các bạn đặt kính, đặt cái con mắt này nè ở phía cái kính nào gần nhất thì đó chính mình gọi nó là thị kính, còn cái nào mà xa mắt thì mình gọi nó là vật kính. Rồi các bạn lưu ý ha, cái này rất là quan trọng nha, gần mắt là thị kính, xa mắt là vật kính. Và thường mình làm cái kính mục tiêu này, những cái thấu kính này mình dùng sử dụng kính lúp. Kính lúp thì có mua trong sách, hoặc là các bạn có thể tận dụng những cái ống nhòm cũ các bạn chế lại. Thì ống nhòm cũ đó thường là cái thị thường là cái thông số tiêu cự đó, nó sẽ là bị nó không có. Thì làm sao để mình xác định được? Thì cái này là cũng là một cái cách xác định cũng tạm chính xác thôi. Các bạn đợi trời nắng, các bạn lấy cái kính đó ra, kính mà thì thường thường là kính lúp là thấu kính hội tụ mà đó, thì các bạn để trước ánh nắng, các bạn dịch chuyển kính từ từ cho đến khi nào mà cái ánh sáng đó nó tập trung tại một điểm, để các bạn đo cái khoảng cách từ cái điểm đó cho đến tâm của cái kính lúp của các bạn là bao nhiêu, thì đó chính là cái khoảng cách của tiêu cự. Và mình lưu ý là cái G này là thường chúng ta lấy nhỏ hơn hoặc bằng 5 là vừa. Thì hiện tại là cái G, cái mà kính mục tiêu của mình á, có cái độ bổ giác của G này nè là 5. Đây. Đây là cái kính sau khi mình chế xong. Thì cái này á các bạn, cái này là do mình hơi ẩu chút xíu, là do mình chế nó đã cố định rồi, khoảng cách D cố định. Thật ra thì các bạn nên là khoảng chế làm sao mà khoảng cách D là mình có thể di chuyển các thấu kính lại, di chuyển thấu kính xa gần. Tại vì thường á, mình nhìn các vật thể ở gần á, thì mình phải chỉnh cái khoảng cách D nó hơi dài ra hơn D khi mà mình tính toán ra một tí. Và khi quan sát những vật ở xa thì D mình nó sẽ hơi ngắn lại. Đó, đây là cái bồn nước của nhà hàng xóm mình sau khi mình nhìn qua. Đấy. Còn đây là đế giá đỡ của cái vật kính. Đấy, giá đỡ của cái ống ngắm mục tiêu. Đấy. Đấy, sau đó mình lắp qua. Và khi mà các bạn rồi, như vậy là xong. Một phần nữa chứ, quên, xin lỗi các bạn, còn một phần nhỏ đó là cái tay kính. Thì khi mà các bạn lắp cái xong cái kính này rồi đó, chúng ta sẽ lắp tay kính. Và lưu ý là khi mà chúng ta lắp tay kính vào cái thân ống kính thì chúng ta phải làm sao cho cái phần mà focus này nè, một hiệu chỉnh là focuser để nó phải nghiêng qua, nghiêng sau vừa đủ thôi. Tại vì nghiêng như vậy thì mình dễ quan sát ha. Thường thì mình sẽ đứng một bên để mình quan sát. Nếu mà các bạn mà làm cái ống chỉnh nét này nó vuông góc á thì rất là khó nhìn. Và cái ống mà định vị này nè, hay là ống ngắm này là mình định nên để nghiêng qua một bên ha, mình để qua nghiêng qua hai phía, bên này một phía thì nó dễ quan sát. Đấy, như vậy là xong rồi. Chắc clip sau nữa mình sẽ, ở đây là cái chân đế, đây là cái chân đế. Rồi, chắc cái clip sau nữa, clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái chân đế cũng dễ dàng thôi. Các bạn cũng có thể lên mạng để mình search cái cách làm chân đế, tự làm cũng được, rất là dễ. Clip sau thì mình sẽ hướng dẫn làm phần chân đế và cái phần đây nè, phần tinh chỉnh nè, cái phần mà gà thanh cái thanh tinh chỉnh này, và một cái nữa là cái quan sát vật thể bằng cái tia laser trước. Mình định vị bằng tia laser, mình khỏi cần nhìn qua cái ống ngắm mục tiêu này luôn. Thì phần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.